Chị vô đây. Chị cũng có dặn mấy cái bé bên quản lý nhà chị là lưu lại cái USB cái đoạn video đó rồi. Nếu mà có chị Thảo thì để chị Thảo nói chuyện, còn nếu mà không có thì cũng mời anh Năm vô để ngồi đi coi lại những cái. Dạ đúng rồi mấy chị ơi. À chị là chốt con này bàn bây giờ em vô lại giùm anh mấy chị ơi. Em vô lại nha. Bây giờ cái like này thì em sẽ không tính nhớ chia sẻ giùm anh mấy chị nha. Em không tính chia sẻ được nha. Vì bây giờ mấy anh mấy chị chia sẻ chùi giúp em đi à. Dạ do em like quá giờ em không có đuổi em ra mấy chị ơi, bây giờ em thoát ra vô lại nha. Nó nghe thở nghe chứ. Đúng rồi, bán tóc tay bù xù luôn em. Dạ đây cái mặt này bạn bây giờ em chốt lại với mấy chị nha, vì cái đôi nãy là em thoát ra rồi. Cái chị luôn quá. Dạ cái mặt cho chị này là 14.100.000 nha, tiền công là 650.000 à. Rồi Hồng Quân chốt cái mặt này bàn rồi. Chốt cái mặt này bàn cho chị Hồng Quân nha. Em nó coi thấy chị tóc tay bù xù thấy thương quá, kêu chị coi nghĩ coi. Thương chưa? Em đã dùng em chốt cho mình rồi chị. Ôi chị đang trăm trăm lấy cái mặt này bàn rồi trời ơi. Em bây giờ em thấy em rất là dễ thương. Chị đang trăm trăm chốt mà. Chị ơi em cái này em hết rồi, chị đang trăm trăm ơi. Chứ sau em về em sẽ để dành cho chị Đặng Trần Trâm nha. À, cái này trên công ty gửi xuống có, nói chung gửi nhiều lắm. Nhưng mà ở ngoài tiệm em thì bán tiền công nó cao hơn một chút xíu. Cho nên là em cũng ngại bán trên live lắm. Chính là mấy chị đồng ý ở ngoài tiệm thì em sẽ lấy để em bán cho mấy chị. Còn trên live này là em chỉ nói không với lời, em hứa gì em làm cái đó. Còn cái live này lên á, hồi nãy trước rồi thì để chuẩn bị là em sẽ nhận được chia sẻ. Còn cái này là, cái này là giống như là chia sẻ chùa ha, thì thôi không chia sẻ được mấy chị coi chút xíu cũng được nha, rồi chuẩn bị đi ngủ nha. Dạ làm năm ơi chị lấy cái mặt này đó mấy chị. À nãy có ai coi cái mặt quanh cong á, cái mặt quanh cong đi nè. Chị đang làm trăm ơi, cái này là gần 8 chị đó chị nha. 1.170.000 tiền công nha, 28.300.000 nha, mặt con rồng luôn. 28.300.000 nghe không rõ một cân ơi. 28.300.000 mặt này giúp em nha chị nha, đừng cắn chơi cắn tiền á. Ớ đau đau, chua lắm, giờ này phải em cung à. 28.300.000 nha mấy chị ơi. 28.300.000 nha, cái mặt dây chuyền này à. Tiền công rất là rẻ luôn, 1.170.000 thôi. Rất là rẻ nha mấy chị nha, nghe không bé? Lên dây chuyền nam là không nghe rõ hả? Không nghe rõ thì cái chừng cái phía nghe mình nghe có nghe rõ không mấy chị ơi? Mặt trời neo không chị ơi? Khổ mặt trời neo. Có mặt trời neo mà hôm nay không có lên rồi chưa? Có mặt trời neo lớn không? À mặt LV đi. Mặt LV được không? LV dễ thương lắm nè. Mặt LV nè. À, nói chung là cũng muốn xuống like lắm nhưng mà cứ bệnh rịnh hoài. Cho nên là nó cứ như vậy đó. Người sống rất là tình cảm. À, em thì là sống rất là tình cảm. Cho nên là cái bệnh rịnh nghe rõ mà. Dạ rồi. Dạ thì cũng chúc, cũng mong rằng là ngày mai sẽ những người thân yêu nhất của em, những mấy anh mấy chị đã nhiệt tình mà chia sẻ thì là ngày mai sẽ trúng thưởng nha, một trúng thưởng rất là lớn luôn, 2.4 triệu lẫn đó. Buổi sáng là 1.2 triệu, buổi chiều là 1.2 triệu, là 2.4 triệu, là một giải là 400.000 đồng, hai giải là dây đang đeo bao nhiêu kìa, dây đang đeo là bao nhiêu em? Dạ 18.300. Nói chung là một giải là 400, em treo nhất gì ba là 1.2 triệu buổi chiều, 1.2 triệu buổi sáng nha. Ngày mai sẽ là trúng thưởng đặc biệt ha. Đây là 2.9 triệu nha. 2.9 triệu tiền công là 270.000 đồng, em có được 5 đơn. Đồng hồ là 18.900 nha mấy chị ơi. Dạ đồ em bé không có lên mấy anh mấy chị ơi. 2.9 triệu cộng số điện thoại giúp em. 2.9 triệu cộng số điện thoại giúp em. Dạ cái này em có hai cái mặt nha, một cái màu trà, một cái màu trắng nha mấy chị nha. 18.700.000 nha, tiền công là 750.000 thôi. 18.700 tiền công 750.000 rất là rẻ luôn. Thả tim nhiều lắc mạng. Dạ đúng rồi. Nhắn chia sẻ chị ơi, nhắn chia sẻ giúp em đi. Nhắn chia sẻ đừng thả tim. Mấy chị nếu mà thương em đừng thả tim, nhưng mà nhắn chia sẻ rồi hôn em vài cái là được. Dạ chị Đông Xuân em thấy chị rồi chị ơi. À chị ơi, cái mặt chị này em có hai cái, một cái màu trà, một cái màu trắng nha. Một cái màu trà, một cái màu trắng à.
bông bông bạc hồi nãy em hết rồi chị ơi, 18.700.000 nha. Bông bạc này 3.800.000 cực lắm. Bông cho mẹ, bông cho mẹ là bông cho mẹ ha. 2.9 ha, bông 2.9 ha. Bông này vi. Mặt 2.9 ha phải không? Mặt là 2.9. À La Vi Tú Linh 2.9 nè. 2.9 nè. Rồi là một cái mặt nè. Mặt LV đây cho ba chị rửa chị nào. Đúng rồi, đeo dây ba chị. Nga nha. Rồi chị Ngọc Nga là 2 nha, còn mấy đơn em? Chị Ngọc Hòa là 2.9 là 3 nha. Chị Ngọc Hòa luôn mà bán hết rồi. Rồi là Chi Mỹ Hà luôn. Rồi là đồng hồ răng đeo là 18.900 chị Lam Huỳnh ơi. Mặt hột trà đẹp. Mặt hột trà là 18.700.000 chị ơi. Em có màu trà, màu trắng. Chị Nguyễn Thảo 2.900 hết rồi. Chị Nguyễn Thảo muộn rồi. Chị Nguyễn Thảo ơi, cục cưng của em. Dây sáng hoa mai hơn một lượng đó chị. Dây sáng hoa mai hơn một lượng là hồi sáng em có lên rồi. Bây giờ em hết rồi chị ơi. Còn cần có đâu không? Dạ em muốn xem. Dạ mà có đồ sáng có lên rồi chứ bây giờ không lên nữa chị. 3.800.000 cộng số điện thoại giúp em. 3.800.000 cộng số điện thoại giúp em nha. 3.800.000 cộng số điện thoại giúp em nha. 2.900.000 hết rồi chị gái ơi. Con nhẫn của cụ lên chưa bán? Rồi bây giờ là em sẽ lên những sản phẩm trên người em đang đeo. Rồi xong rồi là ghim giá vàng ạ. Giá vàng bây giờ là 3.490.000 có chị ơi. 3.490.000 nha. 3.490.000 ghim giá vàng đi cục cưng ơi. Bông đang đeo là 3.8 triệu, bông đang đeo là 3.8 triệu, bông chữ H nè, rất là dễ thương luôn. Cho thử nghĩ rồi. Bây giờ em sẽ lên một cái dây nam cho chém anh với chị nha. Chị nào còn xem thì mình chốt cái dây này rất là đẹp luôn nha. 3.5 triệu rẻ nữa. 122.200 122.800 tiền công là 2.050.000 đồng là dây này nha. Đó rất là cưng luôn, trọng lượng là 3.5 lượng. Ngoài thị trường cái dây này là tiền công là 6.500.000 nha. Nhưng mà trên line này em tính tiền công có 2.050.000. Còn mặt dây chuyền này là 2 lượng nha, mặt dây chuyền này là 2 lượng. Tiền công là chỉ có 1.450.000 thôi. 70.700, 70.700 là cái mặt dây chuyền này đeo rất là cưng luôn nha. Hoài phong bỉnh liệt lắm. Dạ, chị Đông Xuân ơi, dạ có gì ngày mai chị rồi đi. Mời quá vậy em liên hệ cho chị cho. Bông cho mẹ, bông cho mẹ đi. Mờ lắm luôn á em. Mờ lắm, lấy cái khăn này về chùi cái cho nó bông tắt cái. Mờ quá. Rồi, bây giờ lên bông cho mẹ đi ha. Dạ, cái dây chuyền Thảo đang đeo là tiền công là 1.550.000 nha. 18.300.000 là cái dây chuyền đang đeo. Em lên những sản phẩm trên con người em đang đeo. Rồi xong rồi em xuống luôn nha. Đưa bông cháp cho xem mà. Rồi. Rồi rõ rồi. Rồi bây giờ nè, cái nhẫn em đang đeo nè, đang cầm trên tay luôn là 5.700.000, tiền công là 430.000 đồng, tiền công là 430.000. Ni 12 và ni 13 cộng lượng vàng là 1.5 chỉ, cú pháp chốt đơn hàng là 5.700.000 cộng số điện thoại. 5.700.000 cộng số điện thoại giúp em. 5.700.000 cộng số điện thoại giúp em. Rồi em có 3 nhẫn nha. Rồi xong. Bé ơi tóc mấy lạnh đi, lạnh quá à. Mặt đó đeo dây một lần 7 được không có chi rợ đẹp còn hơn chứ đẹp nữa chị thì đâu ơi đẹp luôn á. Cái này để em lên cuối em mới được sản phẩm á. Tại vì giới thiệu sản phẩm 5.700.000 đi 12 chốt đây là 70.700.000 nha. Đó cái mặt này là đeo 1.5 lượng đó, tuyệt vời luôn. Cái này là cái mặt này 2 lượng được đó, dây này 2 lượng được. Cái mặt kia này bỏ cái nhầm đúng rồi, còn một cái cuối cùng hết luôn. Qua chị lấy đi 12 à, 5.700.000 được, còn 2 nữa. Còn em đi mà ca à. Em ơi, ghim giá vàng giùm chị đi. Giá vàng là 3.490.000. Dạ chị Mai Hữu Định ơi, dạ vì hôm nay em không thương lượng với công ty được. Vì chỉ sau những bông tay lấy dây chuyền này, những bông tay nhỏ nhỏ một khoảng 1.000.000 chị, là em không thương lượng được công ty. Nên là em không có xe cho mình được hả chị? Diễm Nguyễn chị hỏi nè, em trả lời giùm chị Diễm Nguyễn nè. Dạ, số tài khoản bên tiệm em là 25391662229 của hàng ACB. Tên chủ tài khoản là Trần Thị Minh Châu chị nha. Ngày mai thế giới đồng chị không rồi chị ơi. Thế giới đồng 2229 đúng rồi đó chị. Thế giới đồng là chị chuyển là vào là tên là Phạm Xuân Thành chị. Ở số điện thoại là 0938167253 nha. Chị ra ngân hàng chuyển nhanh chị nha. Ra ngân hàng chuyển nhanh mà lợi mà nhanh hơn. Hoặc là ra bưu điện đó chị à. Còn ra thì mình theo nữa. Sợi dây đeo ai chốt rồi vậy em? Chị Nhung, khách sĩ á. Xem lại dây chuyền. Này. Xem lại dây chuyền, đó là khách sĩ dây chuyền. Đưa cái dây chuyền cho chị Quỳnh Nhung chứ xem lại. Đẹp lắm, cái này là
là một trà giọt nước nha mấy chị nha. Đây em lên cái cuối cùng là em sẽ nghỉ like luôn ha mấy chị nha. Hẹn mấy chị một tuần sau gặp lại nha. Và một tuần sau nhớ mấy chị đó là sức khỏe tuy yếu nhưng mà cũng ăn dữ dằn lắm đi nè. Đây nè chị, những cái mắt này là mắt trái tim đúng không? Mắt trái tim từng quen trái tim luôn. Là hộp, những cái hộp trắng là hộp sờ nhân tạo. Còn những cái hộp bột trà là trà bột phát sáu không có chị. Chị ơi, rất là cưng luôn ha, chị Huỳnh Dung ha. Chị Huỳnh Dung thôi, chị không nói luôn cái mặt cái chị màu trà nè chị. Ờ, đẹp lắm. Cái này có màu trà màu trắng có 700 luôn. Có 700 nữa chị Huỳnh Dung ơi. Hai cái luôn có đi. Hai cái à. Nhưng mà em dạ, xin lỗi chị, em nói chị nghe nè, ở ngoài thị trường người ta bán là 1.6-1.7 lần chị, chứ không phải là 750 đâu. Chị lấy về đi rồi chị bán lại giùm em, là tiền công ở đây cái 750 mà ngoài thị trường là cỡ khoảng là 1.000.000 lần, mà không có hàng đâu, tại vì công ty bắt em sale chứ em rất ruột gần chết, cho nên chị lấy luôn hai cái này về là được rồi, 18.700. Không có hàng trên ngoài thị trường đâu. Nhắn vuông đâu, chốt có chị Lily Nguyễn. Nhắn vuông Lily Nguyễn à, rồi chốt cho chị Lily Nguyễn một cái nhẫn vuông ha. Chị Nguyễn Trâm ơi, giờ nào mà vẫn còn coi em like hả chị, chắc là chị Văn Tuấn luôn á, mà sao không lên Văn Tuấn được ta. Đây 5.3 ni 13 nha mấy chị nha, 5.3 là ni 13 14, tiền công 440.000 đồng. Rồi cô Pháp chốt đơn hàng là 5.3, em có 3 đơn em xuống luôn nha. Dạ điện thoại mua thì tiền công nó sẽ cao hơn một chút xíu á chị nha, nhưng mà nó không nhiều đâu chị, đây là chị yên tâm đó chị. Nói chung là ra tiệm hoặc là điện thoại thì là tụi em cũng có, nó cân bằng hết chứ không thể nào mà trên lệch nhiều quá nha mấy chị. Tại vì ra tiệm là em bán lẻ, còn bán online là mấy chị điện thoại là cũng là bán lẻ, nhưng mà lẻ vừa vừa, còn trên này là bán cho công ty luôn, cho nên là trên này một tuần em chỉ lên chỉ có một lần thôi. Mấy anh mấy chị mà mua lẻ cũng được, hoặc là mua sỉ thì là canh em trên live này, một tuần em chỉ lên 2 buổi, buổi sáng và buổi chiều tối. Sáng là lúc 9 giờ, tối là lúc 6 giờ. Thì là ông Facebook ông chơi em like được bao nhiêu thì em like hết sức mình cho mấy anh mấy chị, còn bao nhiêu em để cho mấy anh mấy chị hết, chứ em cũng không có lấy lại bán được, em trả lại cho công ty sau đó em mới lấy lại bán được nha mấy chị nha. Dạ chị Trần Hình Nhân ơi, dạ có gì ở ngày mai á chị gọi cho nhân viên em tư vấn cho mình nha chị, ngày mai và ngày mốt đi, ngày mốt nhân viên em tư vấn cho mình, cho lựa em đồ, em quay đầu tiếp chị lựa em đồ á chị. Đồng hồ mấy anh mấy chị thấy em đeo đẹp không? À nhưng mà em chị, nhưng mà em hỏi chút xíu chị, người nhà chị lên tìm em lấy là sao chị? Chắc người nhà chị lên tìm lấy quá ha. Cái đồng hồ là 18.900 á chị ơi. Cho xem nhãn hột trà, nhãn hột trà ngon hết rồi. Nhãn hột trà. Em không còn cái hột trà. Lê Nguyễn chị có nhãn vuông, chị nhãn vuông là 5.700.000 cho chị nha. Cement tiền công bao nhiêu một bộ là tiền ở bảng, tiền ở chữ của chị nha. Cỡ khoảng 300 lên đến tới 700-800. Dạ. Còn mà cái chuyện chữ quy vậy 2.1 triệu chị yêu ơi. Chị không rảnh. Chị Lê bán hàng. Chị nếu mà khi nào mà chị rảnh á, ai gửi cho chị hả? Rồi em phải gửi mấy đơn quá. Chia bớt ra, chia phần bánh ra, cái mai cái gì điện thoại cho chị. À, chị ơi, mặt tiền chị kêu mẹ chị lên tiệm trả. Ok, chị mẹ lên là tiệm trả xong rồi là gửi hàng đi. À đúng rồi, em biết rồi chị. Mặt chữ quê là 2.1 triệu có chị ơi, tiền công là 308 nha. Bông là quê hỏi em có lên rồi chị đi Hà ơi. Trời thương chị ghê luôn. Dạ chị Đặng Dung ngày mai lên đi. À nay chị nghỉ bán xe mới lên hàng dễ luôn ha. Trời ơi nghỉ bán mà xe. Nhưng mà chị ơi chị nghỉ bán về xe của lai này rồi chị cũng bán lắm. Cũng đáng lắm chị, thiệt luôn á. Tại vì một tuần em chỉ lên một lần mấy chị, cứ tuần sau chị cũng như vậy đi, em sẽ nói trên công ty để xem những sản phẩm đẹp cho mấy chị, còn bán lại để kiếm thêm lợi nhuận. Như bản thân em cũng lấy từ công ty gì rồi em bán lẻ ngoài tiệm được, kiếm thêm lợi nhuận như mấy chị thấy đó. Rồi giữa cái live em thường cầm cái cây lên để em quay cho mấy chị thấy là cái khung cảnh nhà em, khách hàng ở đây đó, khách hàng ở tiệm người ta chấp nhận mua với giá là 3.510.000 đồng, trong khi đó em bán trên live là 3.490.000 mà khách hàng vẫn ùn kéo nhau ra ngoài tiệm mà mua. Giống như em nói bây giờ khách đi về hết rồi, em nói là có những anh những chị mới vô sau cứ nghĩ là em nói là nói xạo, chứ sự thật là tiệm em rất là đông khách. Sập cửa xuống á, ở ngoài đường là tối thui hết trơn rồi, mọi người là đóng cửa hết, nhưng mà tiệm em vẫn một nhà khách mà em phải sụp cửa xuống mà nó rất là ngại vô cùng. Mà nhân viên em cũng chị Trang Hình Nhân ơi, em biết là chị lấy số lượng nhiều nhưng mà chị biết sao không, vì cái ship đó là bên em không có lời chị. Em biết những chỗ khác người ta sẽ là free ship cho mình, nhưng mà chị thấy đó, giống như là cái giá vàng rất là cao, chị có tiền công cũng cao hơn bên em rất là nhiều nha. Nói
chị biết sao không? À, có những chỗ em biết với người ta là họ tặng luôn tiền ship cho mấy chị buôn bán. Tại sao lại người ta phải tặng? Tại vì họ người ta phải có lời người ta mới tặng không cho chị, chứ dân buôn làm sao mà người ta họ tặng không cho chị những cái gì mà người ta không lấy lại được. Cho nên là ví dụ như là giá vàng người ta bán trong cùng thời điểm người ta bán chỉ cao hơn 50.000, 20.000 hay 30.000 đồng một chỉ vàng, là một như hồi sáng giờ là em bán ra là mấy trăm cây vàng rồi, thì có nghĩa là một chỉ vàng em chỉ lời 10.000 đồng thôi là em có mấy chục triệu rồi. Hoặc là một cái sản phẩm này em lời được 5-10 ngàn thôi, 20-30 ngàn là em có được mấy chục triệu rồi. Tại vì em chốt là 1.000 đơn. Cho nên là một thứ một chút rồi người ta không lấy tiền ship. Mấy chị thì cũng đúng thôi, chị lời nhiều rồi thì tiền ship chỉ có là bao nhiêu đâu, 1 triệu mấy chỉ có là bao nhiêu. Nhưng mà tại vì em không thể nào chốt được, đến mức độ mà cắt cái ni tay em còn phải xin mấy anh mấy chị là cắt ni, phải xin tiền cho ông thợ kim hoàng của em, là mấy chị biết rồi. Là tại vì sao mà em không bao được, là tại vì em có lời đâu mà bao. Ở trên công ty mẹ sản xuất, nơi sản xuất ra, chắc em nói mấy chị hiểu không, mấy chị biết là cái sản phẩm này nếu mà ngoài thị trường là bán ví dụ như là 2.4 triệu, 2.5 triệu, ví dụ là 2.5 triệu, nhưng mà trên line này em bán chỉ có 1.250.000, vậy thì là mấy chị sẽ lời được là 1.250.000. 1.250.000 đó là không cần lời giá vàng mà không cần lời cái gì cả luôn, thì là cũng là có lời hết luôn rồi nha mấy anh mấy chị nha. Thì tùy theo giống như là mỗi chỗ là người ta họ sẽ có một cái cách buôn bán khác nhau. Có chỗ là bán là 3.5 triệu, có chỗ bán 3.5 triệu 10.000, có chỗ bán 3.5 triệu 20.000, có chỗ bán 3.5 triệu 50.000. Nói chung là bán lẻ là phải cho người ta có lời mấy anh mấy chị ạ. À? Phải cho có lời để nuôi sống chứ, để trả tiền công nhân, để trả tiền cho người này người kia người nọ chứ nha mấy anh mấy chị nha. À còn sót lại đôi bông tai em đang đeo 3.8 triệu. Còn được vài đôi đó mấy chị. Rồi thì bây giờ như vậy nè, cuối cái like rồi thì là em cũng mong rằng mấy anh mấy chị, nhất là mấy anh mấy chị ở nước ngoài, trước khi mà có một số điện thoại mà để kết bạn cho anh mấy chị thì là yêu cầu bên đối phương hoặc là bên mấy anh chị luôn gọi video giúp em để xác minh là tiệm vàng của em đang hoạt động ha. Rồi từ từ hãy chuyển khoản nha, từ từ hãy nói chuyện nha. Trước khi xuống cái like này em muốn gửi gắm lại mấy anh mấy chị một điều rằng tiệm vàng em chỉ có một số tài khoản duy nhất. Tên chủ tài khoản là Trần Thị Minh Châu của ngân hàng ACB. Số tài khoản mang số là 25391629. Chỉ có một số tài khoản duy nhất, không có số thứ hai nha mấy chị nha. Cái đồng hồ của chị là bao nhiêu tiền? 18.900. Đồng hồ này là 18.900, là em là đi 50 nè. 50 là đeo vừa luôn nha mấy chị. Có 50, 52, 54, 56 luôn. Chị Đăng gì ơi, mặt chữ quy là 2.1 triệu, tiền công là 380 à. Mấy chị ơi, tay chị Thảo lạnh nhắc cũng mấy chị ơi. Lạnh bút giá con tim. Có vấn nam không? Dạ, đồ tiệm tiệm em có rất là nhiều nha, nhưng bây giờ là không cái nào lên được hết trơn á. Em cũng mong rằng là mấy anh mấy chị một ngày nào đó gần đây thì mấy anh mấy chị hãy dành một chút thời gian quý báu để đến tiệm vàng của em. Có tiền ngày sau kìa, có tiền ngày sau kìa. Em gửi tiền nước ngoài. Gửi tiền nước ngoài về làm sao mấy chị? Gửi tiền về là điện máy xanh hả? Cái gì thế giới di động? Dạ mấy chị ở nước ngoài ơi, nó có hai thức chuyển khoản nha. Thứ nhất là chuyển khoản trực tiếp về cho tại tiệm em là chuyển khoản banking nha mấy chị ơi. Chuyển khoản banking nha. Tại giống như bằng điện thoại á mấy chị. Là có tài khoản Việt Nam là chuyển qua luôn. Tập trung nữa cả. Đúng vậy, lấy cái bình thường để gì bỏ cái lấy cả luôn uống dạ. Còn mấy chị ở nước ngoài á thì là chuyển khoản tiền đô về cho tại tiệm mới tiện á chị. Còn nếu không nữa là chuyển tiền quyết tiền về cho tiệm em vẫn được nha. Bên em đi rút tiền dạ, không sao hết trơn á. Chị nào mà mua vàng ở chỗ khác á cũng nên tiệm em đổi á thì ghé tiệm em đi. Nếu mà kiểm tra được vàng á, nếu như vàng của mấy chị cùng một công ty bên em mà còn nguyên vẹn á, giá thử vàng ok em sẽ cho mấy chị đổi ngang bộ tiền công thôi, không bùi chênh lệch hết nha. Mấy chị em xuống nha. Mấy chị ơi em xuống nha. Giờ trong người em đâu còn cái gì để đeo đâu mà bán cho mấy chị nha. Mấy chị em xuống like nha. Cũng muốn xuống like nhưng mà áo đỏ áo đỏ có bỏ. Anh nào mà chưa có vợ trước em về luôn đây thiệt luôn á, chưa có chồng luôn. Anh ba ơi, anh ba có coi like không ba? Không. Em trai, em ba, em rể ơi, em rể có coi like không? Chi nó muốn lấy chồng nữa nè. Một tuần chị like hai lần đấy kìa. Em like lần like không nổi mấy anh chị ơi, nhìn em vậy chứ. Em nhờ mấy đứa em nó hết á. Em mới có cái miệng không à. Mà cái miệng này là còn phải chắc đòn. Chị La Tâm á, chị cứ nói
Vậy là tâm chị nói là bé Chi nhắc đi, bé Chi nhắc đòn đi. Cô chủ ơi, tôi muốn cháu. Cô chủ có được không? Chị Nguyễn Trâm muốn cháu quá chị. Chị lên đây để cháu quá chị. Bà già của em có ghẹo em á mấy chị. Chị Nguyễn Trâm là nickname của bà già của em á, ghẹo em liên tục. Em nói là từ buổi sáng tới buổi chiều là bắt cơ la là bắt chọn vô là bắt đầu có ghẹo em không à. Bà già ruột của em á. Nói chung là mẹ em á là lúc nào cũng ở sau lưng em để hỗ trợ cho em từng chút một á mấy anh mấy chị. Chưa mua được mà xuống rồi. Chị Tô Trang ơi, cái mặt cái dây hồi sáng là bên em hồi nãy có lên luôn á chị. Không phải là không lên đâu, nãy là có lên mặt không có dây chì một chỉ luôn á. Mà do chị kia chốt 5 dây rồi còn 5 dây là hết trơn rồi. Chị Phụng Loa, Phụng Lưu. Cái mít sấy ăn ngon ơi là ngon. Bây giờ vẫn còn nửa bịch luôn á chị. Ngon lắm, chị cho em ăn ngon lắm. Rồi chị Emily ở bên không chốt, không chốt cô Chi. Không chốt cô Chi, không chốt cô chủ, cô chủ. Cô chủ hế rồi. Ngoại ơi ngoại, lên đây đi ngoại ơi ngoại. Lên đây cháu con ngoại. Trời trẻ luôn. Nói chung em cũng bệnh rừng lắm, cũng muốn xuống like. Nhưng mà em thấy mấy chị cần còn 1.000 like. Cho nên em cũng có nở cứ tính em nó như vậy đó. Rất là trân trọng với khách còn. Là em còn với khách nào nếu là em mới hủy đi là em mới dám xuống like. Cho nên là em cũng xuống like thì em muốn xin phép mấy anh mấy chị cho em xuống like nha. Em xuống like nha. Thầy Phúc em gọi chị mà không được, chị theo Nguyễn hả? Chị em Nguyễn ơi, để ngày mai nhân viên em liên hệ cho mình, chị theo Nguyễn nha. Để ngày mai bên em liên hệ cho mình nha. Thì lúc bên em liên hệ á, các bạn Facebook của mấy chị á, nó còn ở trong phòng chính chờ Facebook á. Nên là mấy anh mấy chị là chưa gọi điện được á. Nên là có gì ngày mai em sẽ liên hệ cho mấy chị bên nước ngoài nha. Chị Bằng Lăng gì đó em? Bằng Lăng Tím. Từ chiều giờ là mấy đứa em đó chốt đơn cùng với em luôn, cùng hòa nhập vô làm việc chung, cho nên là chưa có ai trả lời tin nhắn được cho mấy chị hết. Thì chắc có lẽ là ngày mai thì là tụi em sẽ tập trung cao độ 5 số điện thoại đó sẽ làm việc tới tấp luôn. Nếu mà ngày mai mà nếu không xong thì là ngày mốt. Thì là những mấy anh mấy chị nào mà ở nước ngoài thì là em biết để cho mấy anh mấy chị trong khoảng 2-3 ngày rồi từ từ mấy anh mấy chị hay chuyển tiền về cho em. Tại vì ở nước ngoài bây giờ đang dịch mà đi chuyển tiền cũng khó khăn lắm, cho nên em hiểu. Nhưng mà đừng có để quá một tuần như cái chị gì đó, ABC gì đó. Chỉ để mà một tuần mà chưa chuyển khoản cho tụi em. Cho nên tụi em hủy những cái đơn đó. Mấy chị biết sao không? Tại giá vàng nó rất là biến động. Như cách đây một tuần là giá vàng chỉ có 3 triệu 3 mấy chục ngàn đồng thôi. Nhưng mà hôm nay tức là 3 triệu rưỡi rồi. Mà em tự động em xuống tính giá gốc là 3 triệu 490. Chứ thật sự ra là bán ngoài thị trường là 3 triệu rưỡi mấy chục lượng. Cho nên là giá vàng chỉ cần một ngày nó nhịn một chút xíu có nghĩa là em lỗ liền. Hoặc là nó lên chút xíu thì là em đã chốt đơn rồi thì là không có thay đổi được. Cho nên là mấy chị mà cứ để mà cả khoảng một tuần là em sẽ hủy đơn, đừng giận hờn em nha. Thì cũng không sao đâu. Ví dụ như cái đơn hôm đó mà mua không được thì đơn hôm nay mấy chị chốt lại mua lại không sao cả nha mấy chị nha. Rồi thì bây giờ là tối rồi thì em là xin chào và hẹn gặp lại. Em chúc mấy anh mấy chị ở Việt Nam là một cô dì chú bác ở Việt Nam là một buổi tối an giấc, ngủ một giấc ngủ thật là sâu để sáng ngày mai đi làm kiếm tiền mua vàng ha. Rồi em chúc cho những anh những chị cô dì chú bác ở nước ngoài là một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Nhớ là bịt khẩu trang trước khi đi ra đường và chống dịch nha mấy anh mấy chị nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt. Chào mấy anh mấy chị nha. Xin chào mấy anh mấy chị ạ.